huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ lỡ ghế nóng đội tuyển Ấn Độ bí ẩn phía sau. Các bạn ơi, chuẩn bị nghẹt thở với tin siêu nóng hổi từ sân cỏ nào. Huấn luyện viên Park Hang-seo, người từng làm mưa làm gió với tuyển Việt Nam, vừa có một pha hụt hẫng khi không được chọn làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ấn Độ. Chuyện này đúng là đáng tiếc, nhưng cũng chẳng kém phần hấp dẫn. Vậy thì ai đã cướp mất chiếc ghế nóng này? Chính là huấn luyện viên Manolo Marquez, một tay cầm quân người Tây Ban Nha 55 tuổi, hiện đang chỉ huy CLB Goa. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn tại giải VDQG Ấn Độ, ông Marquez đã thuyết phục được Liên đoàn bóng đá Ấn Độ giao trọng trách lớn lao này. Dù huấn luyện viên Park Hang-seo từng là một trong những ứng viên sáng giá và lọt vào danh sách hơn 200 người đầu đơn, bao gồm cả những cái tên đình đám như Philippe Chaussier, Jurgen Klinsmann và Winfried Schäfer, nhưng cuối cùng ông vẫn không được chọn. Điều này có vẻ khá bất ngờ, nhưng cuộc chơi là vậy, đôi khi không phải cứ ứng viên sáng giá nhất là được chọn. Nào, đừng vội buồn. Tháng 10 này, đội tuyển Ấn Độ sẽ có trận giao hữu với những chiến binh sao vàng của Việt Nam. Và đặc biệt, giải giao hữu này còn có sự góp mặt của đội tuyển Lebanon nữa. Trước đó, vào tháng 9, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan và Nga hoặc Panama để chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Với mục tiêu vô địch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không ngần ngại đối mặt với những thử thách lớn. Ý kiến cá nhân: thật đáng tiếc khi huấn luyện viên Park Hang-seo không được chọn, nhưng điều này cũng mở ra cơ hội để ông có thể tập trung vào những kế hoạch khác. Cuộc sống là vậy, khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Chúng ta nên tự hào vì huấn luyện viên Park đã dám thử sức ở một môi trường mới và chúc ông gặp nhiều may mắn trong tương lai. Các bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận dưới video và đừng quên nhấn like, share, subscribe để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất từ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu thấy thông tin mình chia sẻ có giá trị, đừng ngần ngại bấm like, share và đăng ký để tạo động lực cho mình duy trì kênh nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công và may mắn.